bánh nó bóng mượt vậy nè, nhiều ghẻ tre mà nó mềm, thơm mùi đường thốt nốt và nước cốt dừa đó. Mến chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn cách làm bánh bò từ bột pha sẵn. Thì cách này hôm nay mình sẽ làm với nửa ký bột nha các bạn. Nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong, bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào làm và chia sẻ với các bạn luôn nha. Các bạn dùng hiệu nào cũng được, miễn nó có bịch men sẵn để mình tiện dễ làm ha. Ở đây thì mình dùng bột bánh bò Vĩnh Thuận. Nửa ký bột này thì mình sẽ dùng là nửa ký đường. Ở đây mình dùng đường thốt nốt nha, 900 g nước. Nửa ký bột thì mình sẽ dùng 1 lít nước, nhưng mà ở đây mình có pha thêm nước cốt dừa. Một ít là nước lọc, một ít là nước cốt dừa để cho nó béo ngon hơn. Bột này thì nó mịn như này các bạn, nên mình nhồi nó cũng nhanh lắm. Rồi giờ thì mình sẽ cho cái men khô này trong bột trộn trước. Cái men này là không cần kích hoạt gì hết, mình trộn trực tiếp ở trong bột này luôn. Trong cái bịch bột á là người ta có men sẵn cho mình, rất là tiện. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm là ủ bột một lần, không cần ủ hai lần đâu, nhanh lắm. Rồi thì mình sẽ cho trước vào đây một ít nước để mình nhồi bột. Mình cho vào đây là 150 g nước cốt dừa để cho bánh mình nó được béo ngon hơn. Tổng cái lượng nước dừa với nước lọc là mình có 1 lít nha các bạn. Các bạn có thể cho thêm một tí xíu, nhưng mà mình thấy 1 lít thì nó cũng đã vừa rồi. Trộn lên, mình cho vào từ từ, vừa tay nhồi là được. Nhồi khoảng từ 20 phút nha các bạn, cho bánh mình nó nở xốp. Mình vệ sinh tay xong rồi thì mình nhồi bằng tay cho nó nhanh nha các bạn. Với bánh bò này thì mình phải nhồi như nè, bánh mới xốp. Lúc đầu thì mình nhồi hơi nặng tay, mình nhồi khoảng 10 phút thì bánh nó xốp như nè các bạn, nó tơi và nó xốp như nè. Xong rồi thì mình sẽ để đây, rồi thì mình sẽ đi nấu nước đường đó. Bộ lúc này là nó gì nè các bạn, coi bên trong nó hơi xốp xốp rồi đó. Mình cho nửa ký đường vào trong chảo, mở lửa lên và mình nấu trước một hồi cho đường nó hòa tan và nó lên cái màu hơi đậm tí xíu và nó dậy cái mùi thơm. Rồi thì mình hãy cho nước vào, mình nấu trước thì cái đường của mình nó sẽ được đậm màu và cái mùi thơm nó được thơm hơn nữa. Đường lúc này nó vừa tan hết rồi các bạn, thì mình sẽ cho nước vào, cái nước còn lại lúc nãy nó cho hết vào luôn. Nấu đường thì mình nấu lửa nhỏ thôi nha, đừng nấu lửa lớn quá đường dễ bị khét. Mình nấu gì nè thì đường nó lên cái màu đẹp lắm. Xong rồi để đây tự nhiên cho đường nó tan hết rồi thì mình sẽ tắt lửa, không cần nấu lâu quá đâu nha. Nước đường nãy giờ nó nguội còn ấm ấm nè các bạn, thì mình sẽ cho vào bột nha. Nếu các bạn không biết canh cái độ ấm của nước đường thì các bạn để nguội luôn cũng được nha. Mình sẽ cho hết vào bột luôn. Cái bột bây giờ là nó đã xốp đó các bạn, nên mình trộn cho nó đều nhanh lắm. Mình cho nước đường còn ấm thì men nó sẽ mau nở hơn. Nếu mà không biết canh nước đường thì các bạn để nguội luôn cũng được. Mình khuấy cho bột nó hòa đều xong rồi thì mình sẽ đậy nắp kính lại, mình đem mình phơi nắng nha. Nếu có nắng thì các bạn đem và phơi nắng khoảng 40 phút. Còn không có nắng thì các bạn cứ để trong nhiệt độ trong nhà bình thường khoảng 1 tiếng nha, cho nó lâu hơn chút xíu. Nếu bột và đường có cặn thì các bạn được bỏ đi nha. Rồi giờ thì mình sẽ đậy nắp lại. Nãy giờ mình đem bột qua phơi nắng được 45 phút rồi các bạn, giờ dở ra xem nó như thế nào nha. Bây giờ cái bề mặt bột có thì bọt có thể nổi lên li ti gì nè. Giờ nó thơm mùi men lắm rồi. Vậy cho đều lên xong rồi thì mình sẽ đi hấp bánh luôn nha. Mình chuẩn bị một cái sửng cho nước vào làm nóng khuôn, xong rồi thì cho bột vào mình hấp để hồi dễ đổ bánh hơn.
Bột bây giờ nó thơm lắm rồi các bạn, thơm mùi đường thốt nốt và mùi men. Hôm nay á, mình cho thêm miếng cốt dừa để mình nhồi bột làm bánh á, thì sau khi mình hấp xong á, bánh nó thêm cái vị béo nữa, nó ngon hơn nữa. Khuôn này là nãy giờ mình đã thoa dầu ăn để các bạn. Hôm nay là mình dùng khuôn 3 tấc 2. Mình hấp là khoảng nửa tiếng nha các bạn. Mình hấp với lửa lớn ha. Bánh bây giờ là mình hấp được 30 phút rồi các bạn, giờ dở ra ha. Bánh nó đã chín rồi đó. Không biết bánh chín chưa thì các bạn dùng cái tăm đó các bạn xuyên qua. Nếu mà không còn dính bột trắng thì bánh đã chín nha. Giờ bánh các bạn thấy nè, dễ che đã nứt ra lên tới trên mặt luôn ha. Đây, bánh dậy nhiều dễ che, thơm lắm. Thơm mùi đường thốt nốt và cái màu nó cũng được đậm đẹp hơn nữa. Bánh giờ mình để nó cũng nguội còn hơi ấm nè các bạn, giờ cũng lấy các bạn xem bánh được như thế nào nha. Đó, bánh nó dễ che từ trên xuống dưới luôn nè các bạn. Tốt lắm, giờ mình lấy ra ha. Bây giờ thì nó còn hơi nóng, mình cũng gửi cho các bạn xem nha. Lúc này là mình còn đang hấp một ổ như thế này nè, ở trên bếp đó các bạn. Với nửa cái bột này thì mình hấp được hai ổ bánh như thế này ha. Mình làm bánh bò theo cách này thì bánh nó nở xốp và cái thời gian mình ủ bột á nó nhanh hơn. Mình chỉ ủ một lần bột thôi các bạn. Vì hôm nay có nắng đó, mình đem một phơi nắng đó, nên các bạn thấy nè, mình làm cái công thức cũng giống y như mọi ngày. Nhưng mà hôm nay bánh nó nở xốp nhiều hơn tại vì á mình ra mình phơi nắng đó các bạn. Nên á dễ che nó cao, dậy cao hơn vậy nè, mà ủ bột nhanh hơn nữa. Bánh bò này á, các bạn ăn với muối mè hay là các bạn có thể ăn với nước cốt dừa thì đều ngon hết. Giờ mình sẽ cho các bạn xem bên trong bánh như thế nào ha. Đó, mình tha thêm dầu ăn với các bạn. Bánh nó bóng mượt như nè. Nhiều rễ tre mà nó mềm. Thơm mùi đường thốt nốt và nước cốt dừa đó. Bánh thì độ ngọt vừa phải, thơm béo, mềm. Nhiều rễ tre mà nó mềm chứ nó không có bị cứng nha. Chị thì rất là đơn giản, mình đã chia sẻ đó anh chị và các bạn cách làm bánh bò rễ tre, đường thốt nốt. Và cách này mình làm thì ủ bột một lần ha. Nếu anh chị và các bạn thích món bánh bò này và thích cách làm này thì hãy thử và biết làm cho gia đình mình dùng nha. Và đừng quên nhắn cho mình một like, một đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra clip này cả nhà. Mến chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn vào những clip tiếp theo nữa nha.